Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 29 tháng 6 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đóng góp nhiều ý kiến cho kỳ họp Quốc hội. Đoàn công tác tỉnh Hưng Yên dâng hoa, dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại các tỉnh miền Trung. Điểm sáng thu hút đầu tư tại Hưng Yên 6 tháng năm 2024. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tăng cường quản lý khai thác vận chuyển cát sỏi vật liệu xây dựng. Chuẩn bị thực hiện luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và họp phiên bế mạc. Dự phiên bế mạc về phía đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên có Chủ tịch nước Tô Lâm, ông Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các ông bà đại biểu Quốc hội tỉnh. Đây là kỳ họp có khối lượng nội dung về công tác lập pháp nhiều, các dự án luật, dự thảo nghị quyết được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp này liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực được cử tri và nhân dân cả nước rất quan tâm theo dõi. Mặc dù có những điều chỉnh về chương trình, nội dung kỳ họp, trong đó có những vấn đề gấp, khó, phức tạp, nhưng vẫn đảm bảo thông suốt hiệu quả trong điều hành và thống nhất cao của các vị đại biểu Quốc hội. Tại kỳ họp, Quốc hội đã tiến hành bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, đồng thời tiến hành công tác nhân sự khác theo thẩm quyền. Tại kỳ họp, các đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tham gia phát biểu 28 lượt ý kiến tại hội trường, thảo luận tổ và chất vấn các bộ trưởng. Các phát biểu của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên được chuẩn bị kỹ lưỡng, có sự đầu tư tâm huyết, trí tuệ. Qua đó đóng góp nhiều ý kiến quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, tham gia ý kiến góp ý các dự án luật và nghị quyết. Các nội dung đều được chủ tọa kỳ họp đánh giá cao, phản ánh đầy đủ kịp thời tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh với Quốc hội. Hướng tới 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên do đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn tổ chức lễ viếng, dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, thành cổ Quảng Trị. Dự lễ dâng hoa, dâng hương có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Trong không khí linh thiêng trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa và các đồng chí lãnh đạo tỉnh kính cẩn đặt vòng hoa dâng hương cho các liệt sĩ, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã dâng hoa dâng hương, bày tỏ lòng thành kính, nghiêng mình dành phút mặc niệm, tưởng nhớ tri ân sâu sắc công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương anh dũng chiến đấu hy sinh trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn là nơi an nghỉ của hơn 10.000 liệt sĩ trong cả nước, chủ yếu là liệt sĩ của đoàn 559, bộ đội Trường Sơn hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Phần lớn các liệt sĩ tại nghĩa trang này là con em của các tỉnh thành phố phía Bắc. Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 là nơi yên nghỉ của gần 11.000 các anh hùng liệt sĩ đã từng chiến đấu phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và làm nhiệm vụ quốc tế ở đất nước bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giành độc lập dân tộc cũng như hy sinh trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại thành cổ Quảng Trị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành viên trong đoàn đã thành kính dâng hoa dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu anh dũng 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị, góp phần đưa chiến dịch giải phóng miền Nam đến thắng lợi cuối cùng thống nhất đất nước. Trước đó, ngày 28 tháng 6, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn đã đến đặt vòng hoa dâng hương tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Các đại biểu nguyện cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu, tiếp tục đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ, các thế hệ cách mạng đi trước và Đại tướng đã chọn đời phấn đấu hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, quyết tâm phấn đấu xây dựng nước Việt Nam nói chung, tỉnh Hưng Yên nói riêng ngày càng phát triển. Sáu tháng đầu năm 2024, kết quả thu hút đầu tư tại Hưng Yên có chuyển biến tích cực cả về chất lượng và số lượng dự án. Số dự án thu hút đầu tư và điều chỉnh tăng vốn đạt gần 1,5 tỷ đô la Mỹ, cao nhất từ trước đến nay và là một trong những tỉnh dẫn đầu toàn quốc.
6 tháng đầu năm 2024, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 39 dự án, trong đó có 24 dự án FDI và 15 dự án DDI với tổng vốn hơn 400 triệu đô la Mỹ và 8.000 tỷ đồng, gấp 2 lần vốn đầu tư cùng kỳ năm 2023. Trong đó có một dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và 38 dự án đầu tư thứ cấp. Một số dự án đầu tư vào lĩnh vực sản xuất công nghệ cao như dự án sản xuất tấm silicon wafer dùng trong sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời của nhà đầu tư Nhật Bản với tổng vốn đầu tư đăng ký 30 triệu đô la Mỹ. Về hạ tầng thì chúng tôi nhận thấy là hạ tầng ở Hưng Yên được đầu tư khá là đồng bộ và bài bản với mạng lưới 17 khu công nghiệp hiện nay cùng với các hạ tầng phụ trợ đi kèm. Chúng tôi quyết định đầu tư tại tỉnh Hưng Yên, đấy chính là hệ sinh thái các nhà đầu tư lớn đang đầu tư tại tỉnh nhờ có những cái ưu thế trên của tỉnh. Thì chúng tôi thấy rằng Hưng Yên đang là điểm đến của rất nhiều các nhà đầu tư lớn. Chúng tôi đầu tư dự án về tấm silicon. Chúng tôi đã khảo sát nhiều địa phương và chúng tôi nhận thấy Hưng Yên mình là địa bàn rất tốt và có đầy đủ các điều kiện hội tụ về hạ tầng giao thông, lao động, giải quyết thủ tục hành chính cũng như việc hỗ trợ doanh nghiệp. Vì vậy, chọn Hưng Yên để đầu tư là quyết định đúng đắn. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên tiếp nhận một số dự án có quy mô vốn lớn của các tập đoàn, nhà đầu tư chuyên nghiệp trên thế giới trong lĩnh vực xây dựng nhà xưởng, nhà văn phòng tiêu chuẩn chất lượng cao như dự án của các nhà đầu tư Singapore như tập đoàn DHL, đăng ký 77 triệu đô la Mỹ, dự án của tập đoàn Shoreview đăng ký 60 triệu đô la Mỹ. Công tác cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho các nhà đầu tư doanh nghiệp tại khu nghiệp cũng được cải thiện mạnh mẽ. Ban quản lý khu nghiệp thì cũng đã chủ động thực hiện việc rà soát cắt giảm các thủ tục hành chính như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Ban quản lý cũng đã mạnh dạn là ban hành cái quy trình giải quyết nội bộ đối với cái thủ tục cấp giấy nhà đầu tư. Trong đó thì cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính này mà theo quy định của Bộ là công bố công khai là 15 ngày xuống chỉ còn có 48 giờ. Chất lượng dự án đầu tư vào các khu công nghiệp trong thời gian qua có sự chuyển biến tích cực về chất lượng dự án, hiệu quả sử dụng đất, thúc đẩy chuyển giao công nghệ. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Hưng Yên tổng nguồn vốn đầu tư gần 1,5 tỷ đô la Mỹ, cao nhất từ trước đến nay. Có được kết quả như 6 tháng đầu năm của năm 2024, tức là vừa tiếp nhận mới này, vừa điều chỉnh dự án này thì nó khoảng 1,5 tỷ đô. Tức là điều chỉnh tăng, người ta được hiểu rằng các doanh nghiệp đã sản xuất kinh doanh ở tại Hưng Yên là đã rất phát triển rồi, thì các doanh nghiệp mới điều chỉnh tăng vốn toàn là các khu công nghiệp thôi. Đấy thì cái điều đó là ta đáng mừng vì các doanh nghiệp mà phát triển thì tỉnh phát triển thôi. Đây là một số liệu có nghĩa là chưa từng có, chưa bao giờ có. 6 tháng đầu năm, kể cả một năm, hàng năm cũng không có 1,5 tỷ đô. Nhưng mà 6 tháng đầu năm của năm 2024 thì ta đã được 1,5 tỷ đô, đấy là một con số liệu rất là đáng mừng. Để thúc đẩy hoạt động thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh, trong thời gian qua, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đặc biệt quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sát sao trong thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung lãnh đạo chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các nhà đầu tư hạ tầng trong công tác xúc tiến đầu tư. Chúng ta thu hút cả trong nước và nước ngoài các dự án là được là 1,45 tỷ đô la, rất là tốt. Riêng con số này thôi thì cũng đã vượt cái số mà 1,05 tỷ của năm 2023 rồi. Đây là cái tín hiệu rất phấn khởi, sẽ tạo cái nền tảng gia tăng cái năng lực sản xuất của tỉnh nhà trong cái giai đoạn tiếp theo và tạo thêm những cái động lực mới về tăng trưởng cho những cái dự án mới được triển khai. Cái nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh cho đến huyện, đến xã, đến thôn trong thời gian vừa qua bắt đầu là có tác dụng và sẽ có hiệu quả trong thời gian tới đây. Thì tôi tin chắc là năm nay là chúng ta sẽ giải phóng mặt bằng rất tốt cho các cụm công nghiệp và người ta đã xuống tiền và đầu tư hạ tầng thì chắc chắn là chúng ta sẽ thu hút được các dự án đầu tư mới vào các cụm công nghiệp. Và cho đến nay theo cái báo cáo thống kê sơ bộ của Sở Quy hoạch Đầu tư thì các cụm công nghiệp chúng ta đã được 10 dự án vào các cụm công nghiệp rồi. Hướng tới là một trong những địa phương dẫn đầu về thu hút đầu tư lớn nhất cả nước, tỉnh Hưng Yên đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng tập trung đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chú trọng công tác xúc tiến thương mại, đầu tư và kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài. Ngày 27 tháng 6, tại xã Hoàng Hoa Thám và xã Tân Phúc, huyện Ân Thi đã tiến hành chi trả tiền bồi thường hỗ trợ về đất đai để giải phóng mặt bằng thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ dự án đường Tân Phúc Võng Phan
và đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở. Trong đó, xã Tân Phúc thu hồi 2,5 hecta của 67 hộ, số tiền chi trả trên 11 tỷ đồng, gồm tiền bồi thường, hỗ trợ về đất, bồi thường cây, hoa màu và thưởng tiến độ. Xã Hoàng Hoa Thám có 116 hộ, diện tích thu hồi trên 3,5 hecta, tổng số tiền chi trả trên 12 tỷ đồng. Xã Tân Phúc và xã Hoàng Hoa Thám là hai trong 7 xã của huyện Ân Thi trong vùng thực hiện dự án đường Tân Phúc - Võng Phan. Trong dịp này, Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư huyện Ân Thi đã tổ chức chi trả tiền bồi thường hỗ trợ về đất khi nhà nước thu hồi đất cho 39 hộ dân ở xã Nguyễn Trãi với số tiền 11 tỷ đồng để thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ dự án xây dựng đường trục ngang kết nối quốc lộ 39 với đường tỉnh 376 và đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở do Ủy ban Nhân dân huyện làm chủ đầu tư. Dự án Vilap đo đạc lập bản đồ địa chính đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa tại huyện Kim Động kết thúc từ năm 2013. Song hiện nay, ba xã Sông Mai, Đồng Thanh và Vũ Xá vẫn chưa hoàn thành, dẫn đến việc chưa có cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính đất nông nghiệp để có căn cứ cấp giấy chứng nhận cho người dân. Huyện đang đôn đốc các địa phương phối hợp với đơn vị đo đạc hoàn thiện bản đồ địa chính, phấn đấu hoàn thiện trong năm nay. Xã Sông Mai hiện có hơn 2.000 hộ với gần 6.000 thửa đất nông nghiệp. Khó khăn do thời gian đo đạc bản đồ địa chính kéo dài từ những thời điểm trước. Cùng với đó là xã có hơn 60 hecta đất nông nghiệp xâm canh của Đức Hợp nằm xen kẹp các xứ đồng, khiến cho công tác đo đạc, rà soát và các bước đối chiếu gặp khó khăn. Song trước nhu cầu của người dân cũng như thực trạng quản lý đất đai có nhiều hạn chế, nếu không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên cấp ủy đảng, chính quyền đã quyết tâm cân đối nguồn kinh phí, ký kết với Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để sớm hoàn thiện hồ sơ bản đồ địa chính. Đảng ủy ban xã đã có các cái cuộc họp để tuyên truyền đến tận hộ và công khai các cái bản đồ như vậy. Thế sau đó thì là vận động nhân dân đồng hành cùng với cả ủy ban xã rồi đơn vị đo đạc. Trong quá trình tổ chức thực hiện thì xã cũng gặp khó khăn về kinh phí, nên là khoảng hết độ khoảng gần 1,5 tỷ. Sau hơn một năm thực hiện, tháng 4 vừa qua, xã đã hoàn thành và nhận hồ sơ bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000 từ đơn vị đo đạc. Đến nay đã tiến hành lập 160 hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho người dân tại hai thôn Miêu Nha và Mai Viên, trong đó có 31 hồ sơ đủ điều kiện cấp sổ. Chúng tôi sử dụng đất canh tác thì cũng mong là có quyền để sử dụng cái đất này, có một cái giấy để cái sổ đỏ của quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người dân chúng tôi sẽ yên tâm để sản xuất hơn. Sau khi mà có nghị quyết của Đảng ủy rồi của Ủy ban Nhân dân xã thì đối với thôn thì cũng cùng kết hợp đối với trên xã là có tuyên truyền cho người dân là cung cấp đầy đủ các cái thông tin là trước đây, và đồng thời tức là muốn là đẩy mạnh và nhanh cái tiến độ cấp giấy cho người dân. Ngoài Sông Mai đã cơ bản hoàn thành dự án, hiện xã Đồng Thanh và Vũ Xá đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đối với xã Vũ Xá, hiện đang tiến hành đo đạc, thiết kế kỹ thuật và đối chiếu thực địa với các hộ dân. Quá trình thực hiện phát sinh một số vướng mắc do chênh lệch diện tích, thiếu căn cứ, chứng từ để hoàn thiện. Tại xã Đồng Thanh, công tác đo đạc đã hoàn thành, tiến hành làm việc với từng hộ dân, công khai phương án tại các nhà văn hóa và ký xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng. Người dân đồng thuận cao với kết quả đo đạc. Hiện xã đang hoàn thiện hồ sơ, khối lượng trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Ủy ban nhân dân xã cùng với cả đơn vị đo đạc là đã công khai bản đồ địa chính và đến làm việc tại các nhà văn hóa thôn 3 đợt và được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân. Và trong thời gian tới thì là sẽ xây dựng phương án và xét duyệt cùng với cả Phòng Tài nguyên Môi trường, Văn phòng Đăng ký Đất đai hoàn chỉnh hồ sơ và để cấp giấy chứng nhận cho người dân. Quyết tâm khắc phục những khó khăn tồn tại, các địa phương đang tích cực phối hợp với các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trong năm nay theo kế hoạch cấp trên giao. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có công văn chỉ đạo về việc các ngành chức năng, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cần phối hợp chặt chẽ nhằm tăng cường quản lý khai thác cát sỏi, vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xác định lại mốc giới, trữ lượng cát của các đơn vị được cấp phép khai thác, đánh giá hiệu quả hoạt động khai thác, việc đóng góp ngân sách nhà nước tác động đến môi trường và tình hình an ninh trật tự tại địa phương, khẩn trương tổ chức đấu giá, tham mưu cấp phép khai thác theo quy định pháp luật đối với các điểm mỏ cát làm vật liệu xây dựng. Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các sở ngành và địa phương tăng cường kiểm tra các phương tiện vận chuyển cát, sỏi và hoạt động của các bến thủy nội địa, bến khách ngang sông. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động của các bến bãi tập kết kinh doanh vật liệu xây dựng trên tuyến sông Hồng, sông Luộc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kiên quyết giải tỏa các bến bãi không phép. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương rà soát,
ngăn chặn có hiệu quả và xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác cát sỏi trái phép, vận chuyển, tập kết, kinh doanh và sử dụng cát sỏi không có nguồn gốc hợp pháp, không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ, vi phạm pháp luật cạnh tranh, gian lận thương mại liên quan đến vật liệu xây dựng. Ủy ban nhân dân cấp huyện xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy chính quyền cơ sở trong việc ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Nếu để xảy ra vi phạm kéo dài, gây bức xúc trong dư luận thì kiên quyết xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền quản lý địa bàn theo quy định. Ngày 28 tháng 6, Viettel Hưng Yên tổ chức hội thi cán bộ công đoàn giỏi năm 2024. Tham gia hội thi có 9 thí sinh đến từ 4 công đoàn cơ sở Viettel Hưng Yên được chia làm 3 đội. Các đội phải trải qua 3 phần thi: kiến thức, xử lý tình huống và thi năng khiếu. Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 19 năm thành lập Viettel Hưng Yên. Thông qua hội thi, góp phần nâng cao kiến thức, năng lực cho cán bộ công đoàn của Viettel về lý luận, nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động. Bên cạnh đó, các cán bộ công đoàn của đơn vị được giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm, vận dụng sáng tạo, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao 2 giải nhất cho cá nhân và đồng đội đến từ công đoàn, bộ phận bưu chính Viettel Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được Quốc hội thông qua vào ngày 28 tháng 11 năm 2023, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 tới đây. Luật thực thi sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng, vững chắc, toàn diện cho việc xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới. Thời gian này, các địa phương đang tích cực chuẩn bị cho ngày thực thi luật. Xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên là xã lớn với hơn chục nghìn dân, dân số đông nhưng việc đảm bảo an ninh trật tự cơ bản dựa vào lực lượng công an. Trong khi đó, lực lượng công an chính quy mỏng, nhiều việc nên đôi khi không sát sao với cơ sở. Nay thi hành luật bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở thì mỗi thôn có một tổ bảo vệ với 3 thành viên là những người trực tiếp sinh sống tại chỗ do chính quyền địa phương thành lập trên cơ sở tự nguyện để hỗ trợ công an xã, giúp chính quyền bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tin tưởng vào cái tổ an ninh trật tự của cơ sở. Vì trước thì là công an viên thì mỗi thôn là một đồng chí, nhưng bây giờ là được 3 đồng chí. Có vấn đề xảy ra của cơ sở từ thôn, từ xóm thì các đồng chí cũng nắm bắt được ngay để làm sao để giữ cái an ninh trật tự tại địa phương. Đến nay, 100% các xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều hoàn thành việc thành lập các tổ tham gia bảo vệ an ninh trật tự các thôn với những thành viên được chọn, cơ bản đều là những người có uy tín, có sức khỏe, nhiệt tình với công việc, một số người từng tham gia công tác bảo vệ dân phòng, công an viên. Tôi và anh em cũng cùng nhau sẽ nỗ lực phấn đấu làm sao để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ cấp trên giao và đảm bảo tốt cái an ninh trật tự trên địa bàn. Tập huấn như này để cho lực lượng an ninh trật tự có được kinh nghiệm để sau này mình áp dụng vào thực tế ở địa phương, và khi xảy ra những cái tình huống mà có những đối tượng gây rối trật tự thì mình sẽ có những kinh nghiệm để mình xử lý tốt hơn. Thời điểm này, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở các địa phương đang tích cực luyện tập thực binh các tình huống phục vụ công tác sau này. Hy vọng đây sẽ là lực lượng góp phần cùng với công an tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn. Ngày 27 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với 6 bị cáo tội gây rối trật tự tại địa phận các xã Mễ Sở, Liên Nghĩa, Long Hưng và thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang. Khoảng 21 giờ ngày 24 tháng 11 năm 2023, tại các tuyến đường giao thông thuộc địa phận các xã Mễ Sở, Liên Nghĩa, Long Hưng và thị trấn Văn Giang, Nguyễn Phú Hát, thường trú tại xã Mễ Sở cùng một số đối tượng khác mang theo súng tự chế, dao kiếm, điều khiển xe mô tô lạng lách truy đuổi một nhóm đối tượng và xảy ra vụ việc ẩu đả gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự an toàn xã hội. Trong vụ án này, Viện Kiểm sát Nhân dân truy tố các tội danh giết người, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Sau một ngày xét xử, tòa tuyên phạt 4 bị cáo mức án cao nhất 7 năm 9 tháng và thấp nhất 2 năm tù, 2 bị cáo cùng mức phạt 1 năm 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.